Xin mời quý vị và các bạn đến với Cường Nguyễn chúng ta. Đây thua. Cường Nguyễn đang biểu diễn môn võ ếch bầu hoa mướp. Ếch bầu hoa mướp do anh tự sáng tác. Hôm nay có rất nhiều các fan hâm mộ đến cổ vũ cho anh. Có anh Chê Thiên Hạ, một người nổi tiếng trong những người đam mê nghệ thuật. Tí nữa tôi sẽ quay anh Chê Thiên Hạ cho các bạn xem. Và rất nhiều các fan hâm mộ như các thiếu nhi rất đam mê võ thuật. Cục quân kia ra. Ra. Đi bỏ đây kia đi làm gì? Hãy cực kiếm của anh. Mày gọi anh chơi thế nào rồi? Đẳng cấp của một khu phố chợ bò rồi, rất nhiều các nhân tài. Hôm nay Chê Thiên Hạ đã đích thân đến để chiêm ngưỡng võ sư Cường Nguyễn chúng ta biểu diễn. Mày gọi anh Chê Thiên Hạ đó. Tí nữa tôi sẽ quay tất cả các thành viên trong băng nhóm buôn bán ma túy chúng ta. Đi về, ở đây không ai rồi. Ở đây là các fan hâm mộ thiếu nhi chúng ta. Ở gần đây là có các mấy các đệ tử của ta. Đây, xin giới thiệu đây là anh Chê Thiên Hạ chúng ta. Xin giới thiệu chơi như là anh có cái gì nói về bản thân mình không ạ? Ngoài màu Chê Thiên Hạ là một anh chàng cũng khá là điển trai và cũng khá là nổi tiếng, cũng được rất nhiều các cô gái ưa thích. Bởi vì độ cute của anh cũng như độ đẹp trai của anh. Vòng vàng đeo đầy cổ, vòng bạc đeo đầy tay. Sở hữu một mái tóc của Lee Dong Chun, Hàn Quốc. Anh ấy cũng rất là điển trai đấy các bạn ạ. Võ sư Cường lên chúng ta. Rất chi là đẹp trai và đa tài. Hôm nay đến với chương trình là chúng tôi góp vui với anh em thôi. Góp vui đi. Xin một tràng vỗ tay của các em thiếu nhi. Vỗ tay đi. Cười em. Em là quay với chơi thiên hạ đấy. Hôm nay chủ yếu là quay để chơi chứ.